trân trọng giới thiệu hồi ký mang tên Sắc lính miền biên ải 1978-1982 Kỷ niệm 45 năm ngày ra trận Tác giả Binh Nhất Phạm Thanh Cường Số hiệu quân nhân 78046580 Đơn vị D9 E5040 F327 Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe Tập 6 Không có máy điện đàm để kết nối cũng không có pháo hiệu, Trận đánh diễn ra trong điều kiện thực tế cho thấy khả năng tác chiến của bộ binh Trung Quốc không tốt, mặc dù họ rất lì lợm. Trận đánh này quá bất ngờ với tiểu đoàn chính, địch quá đông, trong khi chốt lại không có công sự, thông tin và hậu cần không được đảm bảo. Nếu có công sự và hậu cần tốt, thì dù lực lượng yếu cũng có thể cầm cự được với hỏa lực mạnh và giữ chốt được vài ngày. Trên toàn chiến trường, địch hoàn toàn chủ động. Chứng minh cho điều đó là việc địch đã thả quân không chỉ ở bờ Bắc mà còn ở một số bản thuộc bờ Nam sông Kỳ Cùng. Khi đối đầu với tiểu đoàn 9, chúng tiếp tục điều thêm quân từ bờ Nam sang bờ Bắc để tham chiến, như thể địch đã kịp luồn vào nách trái của tiểu đoàn 9, giống như một thanh kiếm sắc đặt ngửa lưỡi và hất ngược lên, sử dụng bộ binh cùng pháo mạnh. Một tiểu đoàn 9 phải đỡ đòn của cả một sư đoàn địch, tỷ lệ nhân lực là một lính tiểu đoàn phải chống lại 14 đến 16 tên địch. Thêm vào đó, khi xét đến yếu tố chủ động, Quân số, vũ khí, hậu cần và thể lực thì áp lực thật sự khủng khiếp. Tiểu đoàn 9 lọt vào tâm báo, nếu không rút kịp, địch chỉ cần bao vây chặt thì tiểu đoàn 9 cũng tự diệt vì đói khát. Chòm Va tà là trận địa của tiểu đoàn 9, chỉ cách đỉnh 800m qua vài mỏm núi. May mắn thay, gió bắc về vào ngày 28 tháng 2 và ngày 1 tháng 3, trời mù mịt mưa phùn, tầm nhìn của địch từ độ cao 800m xuống trận địa bị hạn chế. Nếu trời trong... Lính tiểu đoàn 9 nhìn thấy 800m ngay trước mặt thì khó lòng giữ vững tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, chiến thuật gọng kìm mà địch định dùng để cắt đứt trung đoàn 42 đã thất bại vì tiểu đoàn 9. Hôm đó, trung đoàn 42 chỉ phải đánh địch từ hướng bắc, vì tiểu đoàn 9 đã ngăn địch từ hướng tây cả ngày. Đến chiều, cấp trên mới tăng cường thêm một xe bọc thép đứng ở bờ nam sông Kỳ cùng bắn sang đường 235C, vùng bệnh viện phổi phía nam của C12. Quân Trung Quốc phải ẩn nấp để lính có thể rút qua ngầm thác trà an toàn. Tiểu đoàn 9 là tiểu đoàn được biên chế đầy đủ, với hơn 500 lính. Sau trận đánh ngày 1 tháng 3, tiểu đoàn 9 hy sinh khoảng 150 người, 110 thương binh được đưa vào viện, khoảng 50 người chạy về Đồng Mỏ hoặc Hà Nội, còn lại chỉ còn khoảng 1 phần 3 quân số. Theo số liệu công bố sau này, thiệt hại của tiểu đoàn 9 tương đương 2% toàn mặt trận phía Bắc. Thương vong vẫn tiếp tục đe dọa những người lính tiểu đoàn 9 ở phía trước. Sáng sớm ngày 1 tháng 3 năm 1979, khi tiểu đoàn vào trận, tôi nghe thấy tiếng súng AK nổ liên hồi, sau đó pháo nổ suốt nửa giờ. Ngực tôi thắt lại khi nghĩ đến anh em trên chốt đối diện với hiểm nguy. Khi loạt pháo đầu tiên ngừng nổ, sau khoảng chục phút im lặng, lại vang lên tiếng súng tiểu liên AK, trung liên rộ từng tràng, súng cối nổ lác đác, tiếng khủng khục của 12 ly 7 và đại liên hòa lẫn vào nhau. Cảm giác im ắng giống như mất báo đã trôi qua và tiểu đoàn chính thức vào trận. Tôi nghĩ về Tú và anh Lộc, lòng nóng ruột không yên. Đánh nhau là như vậy, chiến tranh là như thế, nơi súng nổ, ai còn ai mất. Khoảng 8 giờ sáng, anh kiểm từ chốt xuống lệnh cho cả trung đội vác đạn lên trận địa và chuyển thương binh về tuyến sau. Các hòm đạn AK, trung liên được bọc đồng rất chắc, phải dùng dao để mở nắp giống như đục hộp sữa ông thỏ. Có lẽ anh kiểm cảm thông, vì chúng tôi từng ngủ chung một giường tại nhà mẹ Dung, hoặc thấy tôi yếu đuối, nên anh giao cho tôi nhiệm vụ ở lại bóc tách vỏ hòm đạn cùng Quang Dâu, người Hải Dương. Tôi vào nhà dân gần đó, tìm được hai con dao và bắt đầu thực thi nhiệm vụ với lòng hăng hái. Tôi hăng hái bao nhiêu thì Quang lại lười nhác bấy nhiêu. Quang dừng lại, ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Bất chợt, Quang quay người, vô tình gạt tay tôi, khiến mép đồng cửa vào thịt bật máu. Tôi quắc mắt nhìn Quang, cậu ta mắng, mày ngu lắm. Bổ hết vỏ đạn rồi, còn, việc gì nữa ở đây? lão kiểm tra bắt tao với mày vác đạn lên chốt ngay. Tôi thoáng chuột dạ, Quang nói đúng, nơi này rất gần với tử thần. Khoảng 9 giờ 30, vài lính thuộc trung đoàn 42 ra báo tin rằng tình hình trận đánh ở mặt trận động tam thanh không khả quan, thực chất tiểu đoàn 9 không chỉ chia lửa mà còn như chắn lửa cho trung đoàn 42. Ngay chuyến đạn đầu tiên, trung đội vận tải cùng lính trên chốt đã phải chuyển thương binh ra, cửa hàng bản lỏng trở nên nhộn nhịp cây số 3 biến thành trạm phẫu, mùi tanh của máu lan từ trong cửa hàng ra ngoài. Các quân y sĩ làm việc hết công suất để sơ cứu thương binh, sau đó phải chuyển họ về trạm phẫu của trung đoàn ở cây số 17 hoặc bệnh xá sư đoàn ở Đồng Mỏ, cách đó gần 30 km. Lúc này, tôi không còn sợ nữa, chỉ biết dốc hết sức để trợ giúp quân y. Vũ khí của lính vận tải chỉ là võng và đòn cáng. Khi hết võng, chúng tôi lấy xe cải tiến của dân, lót chăn, buộc đòn gánh để cố định thương binh rồi đẩy. Tôi và Quang được phân công đẩy một xe cải tiến, trên xe là thương binh tên nhanh, bị nhiều mảnh pháo làm mặt bê bết máu, gần như bất tỉnh. Lúc mọi người bế thương binh lên, phần chân vô tình xoay về càng xe. Tôi nhắc nhở mọi người tránh nhìn thẳng vào thương binh để không hoảng loạn. Nghĩ mình nhỏ con nhất trung đội, tôi xài bước lên phía càng xe và nói, để em cầm càng cho đỡ dốc thương binh. Nhưng Quang đã nhanh tay chộp lấy hai càng xe, khiến tôi phải đẩy từ phía sau. Chán tôi gần như áp sát vào mặt thương binh, thỉnh thoảng nhanh lại vì máu ra, dính vào mặt tôi. Mùi tanh của máu, mùi của chiến tranh càng làm tôi hăng hái hơn. Chạy được khoảng một cây số, chúng tôi gặp chiếc xe u át cùng chiều, xoay ngang xe cải tiến để chặn lại. Trên xe có nhiều sĩ quan, họ đứng dậy nhường chỗ cho thương binh. Chiếc xe còn nhanh chóng chạy về phía nam, tôi túm lấy càng xe cải tiến chạy ngược về trạm phố ở cây số 3. Đến khoảng 14 giờ, lính các đại đội của tiểu đoàn 9 lác đác chạy ra cùng thương binh. Lúc này, lính vận tải và y sĩ đã quá tải, tôi xông vào trạm phẫu để hỗ trợ anh Nguyện. Tôi giữ chân tay thương binh để anh Nguyện băng bó hoặc thực hiện tiểu phẫu. Máu thương binh bắn vọt cả vào người tôi, tiếng thở dốc, tiếng la hét mê sảng cho thấy thần chết đang làng vảng quanh trạm phẫu. Khi sư đoàn tăng cường hai xe bọc thép tiến lên bờ nam ngầm thác trà, nã đạn vào núi ở khu bệnh viện phổi để yểm trợ bộ đội rút, địch không còn truy sát lính tiểu đoàn chín qua ngầm nữa. Một chiếc xe tải đến bờ nam của ngầm thác trà để chuyển thương binh về đồng mỏ. Cuối buổi chiều, khoảng 17 giờ, tiếng pháo và súng bộ binh đã thưa dần, lính tiểu đoàn 9 chạy ra đến cây số 3 khá đông. Công việc tài thương dần giảm, tôi có chút thời gian lắng nghe tiếng súng phía trước và ngóng chờ những người phía sau. Một trận đánh tại bản lòng diễn ra trên đỉnh một con dốc nhỏ. Đứng từ đường nhìn lên phía bắc, tôi có thể thấy khá xa. Tôi ngóng tìm người quen trong số lính đi ra, từng bóng người nhấp nhô theo bước chân, lúc đầu còn bé tí, rồi dần lớn hơn và đi ngang qua trước mặt tôi, ai nấy đều lấm lem, mệt mỏi, thất thần. Tôi thầm gọi, anh em đồng hương, đồng đội C11 đâu rồi? Bên đường có một gánh cơm nắm được đặt trên hè của nhà dân, tôi đến gần thúng cơm. Trong bụng chỉ có vài thìa cơm từ sáng sớm, bây giờ tôi có thể chén vài nắm cơm, nhưng cũng không nỡ vì muốn nhường cho anh em từ trận địa về ăn để đỡ đói đang ngơ ngác, tôi nhìn thấy đua, bèn đến gần, túm áo gọi đua. Anh Cường đây, mày còn sống hả? Đua đáp vâng, máu nào đây? Máu thương binh đấy, em không sao. Thấy tú đâu không? Tôi hỏi, đua trả lời rằng vừa thấy nó rồi, tôi mừng rỡ vì ba anh em cùng làng đã qua trận mà còn đủ cả. Thấy Hoàng Tiến lưỡng thưởng vác khẩu trung liên, tôi xông tới gọi anh Tiến. Thằng Cường đây, em còn sống hả? Anh ôm chầm lấy tôi, nghẹn, ngào đáp, vâng anh nhìn về phía thúng cơm nắm ven đường với ánh mắt thất thần. tôi kéo anh lại gần và nói cơm của đơn vị nào thì cũng ăn được, kệ nó anh ăn đi. ăn xong nửa nắm cơm sống sượng, anh tiến quay lại nắm lấy tôi và thốt lên thằng cường hả? mày còn sống hả? anh đã đói và quá hoảng loạn, mãi đến lúc này anh mới nhận ra tôi. tôi nghĩ mình may mắn vì không phải giáp trận. anh nhuận, tước chu đức nhuận là một trong những người ra sau cùng. anh khoác trên vai bốn năm khẩu ak dáng vẻ người lính chiến dũng cảm đôi mắt ánh sáng nhưng hiện rõ sự mệt nhọc và nỗi buồn khi trận vỡ lược bất tòng tâm tôi rất thèm một khẩu súng trên vai anh nhưng không dám xin vì biết rằng sẽ không xin được hoặc có thể là tôi không dám phá vỡ sự im lặng trong tâm trí anh dù theo lệnh cấp trên hay anh tự sáng tạo khi không phải khiêng thương binh trung đội vận tải tổ chức chôn cất nửa xe tải đạn chưa kịp đưa lên chốt tôi hăng hái thực hiện nhiệm vụ nghĩ rằng nếu chậm trễ bị địch đánh tới, thì chẳng khác nào cấp vũ khí cho địch bắn vào quân mình. Từng hòm đạn được truyền xuống hầm của nhà dân, phủ đất ngụy trang. Khi đã hết đạn, chúng tôi lại vác hòm qua mảnh vườn, nhét vào hầm của những bụi cây, rồi lấp đất kín lại. Khi chôn xong, anh kiểm nghẹn ngào, ngần này đạn mà mang lên chút đánh giặc thì có phải hơn không? Sao lại phải chôn xuống đất thế này? Lúc chung đội vận tải hoàn thành nhiệm vụ, trời đã tối mịt, vùng tràm phẫu vắng lặng, chẳng biết mọi người đã rút về đâu tôi không rõ tiểu đoàn tập trung quân ở đâu, vài anh em chúng tôi lững thững đi dọc đường 1A về phía nam. Một đoàn xe chở quân lên hướng bắc, lâu sau tôi mới biết đó là lính tiểu đoàn 8 lên chốt ở bờ nam của ngầm thác trà, vùng ấy là các mỏm núi thuộc dãy văn vỉ. Nhìn họ vào trận, tôi cầu mong họ đánh đẹp, thắng lớn, vì chỉ ngày mai thôi, chẳng biết ai còn, ai mất. Những chiếc xe chở quân chạy vào, thùng xe chống trơn trở ra. Lính vận tải được đi nhờ xe về cây số 13, hy vọng tìm lại đơn vị. Địch ở Đông Nam thị xã vùng Mai Pha phát hiện đoàn xe tải của chúng tôi, một chùm pháo 37 ly nổ vang trên ta lui đường, mảnh đá văng xuống xe, tôi thấy rát mặt, chiếc xe rú ga chạy nhanh vào vùng khuất núi để tránh pháo địch. Tôi sờ quanh người, không thấy đau đớn và không thấy máu, thở phào vì thoát hiểm. Bà nào múc, hôm qua còn vui nhộn chuẩn bị đám cưới, giờ đây dân đã sơ tán hết, không còn một bóng người. Chiến sự diễn ra rất bất lợi cho ta, dân cư cách thị xã Lạng Sơn khoảng 15 km phải tuyệt đối chấp hành lệnh sơ tán. Nhà nào có người quen ở phía nam thì đến đó tá túc, nếu không có người quen thì phải tạm trú ở các trường học hoặc hang động về phía đồng mỏ. Đêm chiến trường khá yên tĩnh, giống như tối hôm qua, nhưng tiểu đoàn 9 đã trải qua một ngày thật khủng khiếp. Sau 10 ngày ở Lạng Sơn, khi vào đến Nam Mốc, tôi đi qua sân trường Tân Thành và thoáng thấy bóng dáng một người quen. Đó là e, đồng đội cùng xá, tay quấn băng đầy máu buộc đeo lên cổ. Tôi tiến đến gọi e, "Mày bị thương à?" e đáp ậm ừ rồi nói, "Kệ tao, tôi hy vọng e sẽ tìm ra cách cho mình, nào ngờ e chỉ lấy băng máu của thương binh quấn lên tay để tránh phải quay lại chốt, nhằm có cơ hội trở về thẳng Hải Dương." Từ đó, tôi không gặp lại e nữa. Đêm 1 tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn chín tan giã thành nhiều mảnh, liệt sĩ nằm lại chiến trường thương binh về đến km số 1 là bệnh xá của trung đoàn, một số khác được chuyển đến đồng mỏ là bệnh xá của sư đoàn. Lính thất trận giải tán từ km số 3 đến km số 13, đa phần tập trung tại km số B, bản nà pong và khuôn viên khuôn xác. Khá đông lính đi bộ đến tận đồng mỏ, một số khác leo tàu từ đồng mỏ về Hà Nội để trở về quê. Tôi và các anh trong trung đội vận tải lội qua suối, vào một nhà dân khá xa đường 1A ở bản Nà múp. Cả đêm qua, tôi không ngủ ngày đêm ngược xuôi cứu thương binh không ăn uống gì ngoài vài thìa cơm từ sáng bây giờ tôi mới cảm thấy đói và mệt mấy anh em vào nhà dân trèo lên giường nằm nghỉ tôi nhắm mắt hình dung lại những sự kiện của một ngày đầy khủng khiếp rồi tiếp đi đang lơ mơ ngủ thì lư lây tôi dậy bảo rằng anh kiểm gọi tôi tôi vùng dậy theo lư sang nhà bên nơi có ánh lửa bập bùng các anh lớn tuổi trong trung đội đang ngồi quanh rổ gà luộc khói bốc nghi ngút thơm lừng tôi lưỡng lự nghĩ sao lại giết gà của dân thế này nhưng vì bụng đói và sợ nếu nói ra sẽ không được ăn nên tôi ngồi vào gần bếp lửa anh kiểm chọn con gà ngon nhất treo lên dây mắc màn giữa nhà và nói con này để tao cúng anh em vận tải vừa ăn vừa cười kẻ mếu chưa hết bàng hoàng sau một ngày quá nhiều biến cố tôi không dám tham gia vào câu chuyện của các anh chỉ lặng lẽ theo dòng suy nghĩ của riêng mình mọi người đều không thích chiến tranh và thầm cảm ơn đấng tối cao nào đó đã che chở cho mình đến giờ phút này. Ăn xong, chúng tôi nằm quanh bếp lửa cho ấm, giấc ngủ đến nhanh, nhưng đầy chập chờn và ác mộng. Nửa đêm, tôi bị thức giấc bởi giọng của anh Kiểm, tao nghe rõ tiếng người gọi cơ mà, chỉ có tiếng đẩy cửa thôi. Anh Xuân, một người từng trải, trả lời, chắc là chó mèo thấy yên ắng nên đẩy cửa vào nhà kiếm xương gà hoặc tránh lạnh. Các anh khóa chốt an toàn khẩu súng AK rồi ôm súng ngủ tiếp trường phổ thông Tân Thành ở bản Nà Múc là hậu cứ của tiểu đoàn. Tại đây, chỉ còn lại bệnh binh và một số nữ chiến sĩ như Y Tá Vân, Thủ Kho Xuyên, và các chị nuôi như Lý, Phấn, Tuyết, Nhung. Nghe nói, chuẩn úy Vân cũng tự nhận là bệnh binh ở lại đây. Gần sáng, cán bộ các cấp đi gom quân, nhóm lính B3C11, chú ở Nà Múc cũng được tìm thấy và nhận lệnh hành quân lên km số 5 ngay lập tức. Trung đội trưởng Vân bị hạ đường huyết, không thể tự hành quân, ngất lên ngất xuống liên lạc viên toàn và vài chiến sĩ khác phải luân phiên dìu anh đi tìm tiểu đoàn. Sáng sớm ngày 2 tháng 3 năm 1979, anh kiểm dẫn trung đội theo đường 1A hành quân lên hướng bắc để tìm đơn vị. Tôi nhìn thấy một đơn vị pháo đang chiến đấu bên phải đường. Trận địa có khoảng 5, 6 khẩu pháo giống loại đại bác của anh Tô Vĩnh Diện hồi đánh Điện Biên. Mọi người gọi là đại bác, nhưng không rõ cỡ đạn là bao nhiêu. Họ chiến đấu như chơi đùa, chỉ huy hô to hướng, tầm và số đạn khẩu đội trưởng phát lệnh rõ ràng. Các pháo thủ nhắc lại lệnh như đang cãi nhau, khi đã hiểu thì khẩu đội trưởng phất cờ hạ lệnh bắn. Các khẩu đội giật cò, tiếng pháo nổ đầu nòng ầm oàng. Sau mũi phát bắn, nòng pháo thụt vào rồi lại thò ra, khói bốc ngùn ngụt. Pháo thủ lấy gậy khều tút đạn đang bốc khói ra khỏi nòng, rồi lắp quả đạn mới, vỏ đạn nghi ngút khói như con gà vừa nhấc ra khỏi nồi luộc mỗi khẩu pháo có một xe tải đi kèm để tiếp đạn và di chuyển tới trận địa khác sau khi bắn cấp tập một hồi nhằm tránh đòn phản pháo của địch pháo binh rất cần một trinh sát để quan sát vị trí oanh tạc liên lạc với trận địa và điều chỉnh tầm hướng cho phù hợp sau vài quả đạn thăm dò để điều chỉnh đúng tầm và hướng họ khóa chặt nòng pháo và bắn cấp tập thực tế các bản đồ chiến thuật của ta phần lớn đều do trung quốc vẽ giúp từ thời chiến tranh chống mỹ nên có khi chúng hiểu rõ tọa độ còn hơn cả ta hoặc bản đồ thật thì chúng giữ, còn bản đồ giả thì trao cho ta. Khoa học pháo binh có thể phân tích hướng đạn và tiếng nổ để xác định tọa độ của trận địa pháo, rồi bắn trả đúng vào đó, gọi là phản pháo. Trên đỉnh núi cao 800m, địch bố trí hàng loạt đài trinh sát pháo, lính ta chỉ cần nhìn thấy đỉnh 800 là cảm giác như đang nhìn vào mắt pháo của địch. Vị trí nào nhìn thấy đỉnh 800 thì nơi đó nằm trong tầm oanh tạc của pháo binh địch. Chúng tôi đến khoảng km số 6 hay km số 5 trên đường 1A. Anh kiểm cho, biết sẽ phải tiếp tục đi theo con đường có thể cho xe ô tô đi được. Đi vài trăm mét nữa, chúng tôi dừng lại ở một bản nơi có nhiều lính, không khí khá hỗn độn. Tổng bộ lính của tiểu đoàn chính tụ tập tại đây, những người lính mà chiều hôm qua vẫn còn nhích nhác sau trận đánh và đói khát. Nhưng hôm nay, họ đã có tác phong khác hẳn, đi lại nhanh nhẹn, mắt sáng, trông thiện chiến hơn, sử dụng súng đạn cũng linh hoạt hơn. Thỉnh thoảng, có vài phát na à ca nổ, có thể là lính bắn trâu, lợn hoặc gà của dân để ăn cho đỡ đói. Ở đầu bản, một anh lính dùng mấy ăn gô bình tông làm nồi luộc thịt. Ai đi qua cũng bốc thịt, và tôi cũng tranh thủ bốc một miếng thịt còn đỏ và hơi hôi. Kệ, tôi nhai kỹ, thấy ngọt ngọt và nuốt rồi lại thấy thèm, nhưng biết chắc không thể xin thêm. Ông sinh, tiểu đoàn phó, cũng đang ngồi chờ thịt chín. Ăn xong mấy miếng, ông sinh đứng dậy, cầm khẩu AK lên và hỏi, súng đứa nào đây? Tôi liều mạng đáp, của em ạ. À. Ông Sinh nói, cho tao băng đạn nhé, rồi tháo băng đạn đưa cho tôi. Khẩu súng lúc này như một khúc sắt, nhưng tôi vẫn nhận lấy nó với niềm khát khao có súng suốt hơn chục ngày qua. Ngay lập tức, tôi cầm khẩu súng không có băng đạn rời khỏi nơi đó, sợ chủ của nó quay lại đòi. Lần đầu tiên từ khi nhập ngũ, tôi cảm thấy yên tâm hơn và cũng là lần đầu tiên được gần một cán bộ tiểu đoàn như ông Sinh thậm chí còn được nói chuyện trực tiếp. Một chiến sĩ tên Dương bắn chết con trâu, anh ta rút dao găm rạch bụng, chỉ lấy mỗi quả tim rồi bỏ đi. May cho anh ta là không gặp cán bộ trung đoàn, nếu không sẽ bị kỷ luật vì vi phạm chính sách dân vận. Trung đội vận tải chọn một nhà dân làm nơi tạm trú. Gần tối, anh Kiểm mang về một con lợn chừng 25kg và bảo tôi giết lợn, nấu cháo sắn cho trung đội. Các anh đi đâu hết, tôi chưa bao giờ thịt lợn nên nhờ mấy anh lính gần đó giúp chọc tiết lợn rồi xả xuống suối đầu bản tiện cho lính qua đường mỗi người lại xin một miếng tôi không biết làm thế nào để ngăn cản đành thả phần còn lại của con lợn vào nồi lớn mượn từ nhà dân rồi đặt lên bếp nấu sau đó tôi chạy sang nhà bên xin được bát gạo đổ vào nồi cháo khi lấy rác giường để nhóm lửa tôi phát hiện dưới gầm giường có một căn hầm tối om chờ bếp cháy đượm tôi dùng vài thanh củi soi vào hầm Thấy một chiếc lồng bên trong có chú chim gáy. Tôi bắt chim, bịt mũi giết, vặt lông, thui qua lửa, rồi moi ruột, thả vào nồi cháo. Đầu nhà dân ấy có tổ ong mật trong thùng gỗ, mọi người đã ăn hết sáp. Tôi dùng que gà đuổi ong ra, cố gắng lấy được một mẩu sáp bằng đầu ngón tay và đút vào miệng. Mật ong ngọt ngào đến khó tả, một anh lính bước vào bếp, mắt tìm quanh, rồi cúi xuống căn hầm và hỏi: "Con chim của tao đâu rồi?" Tôi đáp: "Thì thả vào cháo rồi." Ông thích thì ở lại ăn cháo. Anh lính đáp, tao không ăn cháo. Con chim ấy tao nhặt ở nhà bên, giấu ở đây thế mà mày cũng phát hiện mà thịt mất. Anh ta lầm bẩm, cốc mò cò sơi. Các anh em trong trung đội đã trở lại, ai nấy đều vội vàng và bàn chuyện gì đó mà tôi chẳng hiểu gì. Thì ra, anh Kiểm đã dẫn cả trung đội đi lấy số đạn trôn ở cây số 3 từ hôm qua, đưa lên xe tải trở về tiểu đoàn để cung cấp cho các đại đội. Địch vẫn bắn pháo cầm chừng vào các bản dọc đường 1A. Khi trung đội vận tải đang bốc đạn, một quả cối 82 bay vèo đến, cây đất ngay trước mặt nhưng may mắn không nổ. Có lẽ địch quên lắp hạt nổ hoặc hạt nổ bị hỏng. Mọi người sợ hãi không dám lại gần, riêng thằng Giang hoảng quá bỏ chạy, anh kiểm đuổi theo, rút súng ngắn đe dọa, đứng lại, không ông bắn chết bây giờ. Ở lại mà chết à, Giang miếu máu đáp, anh ơi, em sợ lắm. Anh kiểm bảo, sợ cũng phải quay lại, bốc đạn lên xe. Nói vậy chứ anh kiểm cũng hoảng không kém cách đó khoảng trăm mét, mấy quả đạn cối nổ thật. Anh kiểm hô anh em vội vã bốc đạn lên thùng xe rồi nhanh chóng leo lên xe, chạy thoát về đây. Đói ngấu, anh kiểm dùng chiếc muôi gỗ dài ngoáy nồi cháo, cố tìm một miếng thịt to nhưng chỉ thấy cháo loáng, vài miếng thịt nhỏ lập lờ. Anh trợn mắt hỏi, thịt đâu hết rồi? Chỉ toàn xương thế này. Tôi lúng búng đáp, lúc em làm lợn, nhiều người xin, em không giữ được. Tiết lợn cũng chảy hết xuống suối, nên cháo mới trắng giá thế này. Anh kiểm trừng mắt, mắng, mày như cái cổ tao ấy, mỗi việc nấu nồi cháo mà cũng không xong. Tôi thấy thương anh kiểm quá và cảm giác mình có lỗi. Ăn cháo xong, anh em tiểu đoàn lên núi. Đó là dãy văn vỉ. Lúc này, địch đã chiếm thị xã Lạng Sơn và sân bay Mai Pha. Tiểu đoàn 9 ở trong thế hai mặt sáp địch, phía bắc và phía đông. Đêm ấy, tôi canh gác cùng anh Xuân. Giặc ở Mai Pha đốt lửa cháy rừng, còn chốt ta thì im lìm thỉnh thoảng vài tràng pháo vu vơ phá tan bầu trời yên tĩnh. Qua tiếng rít xé gió của đạn pháo, tôi đã học cách phân biệt tiếng pháo rơi gần hay xa. Nếu nghe tiếng rít, víu víu thì quả đạn đã bay qua đầu, còn nếu tiếng sẹt quẹt sẹt là đạn rơi ngay quanh mình, cần ngay lập tức nằm xuống đất để tránh mảnh đạn. Địch như nước lũ, đêm đến lặng lẽ chuyển quân, chỗ nào không có bộ đội chốt chặn, địch len vào. Quân ta như thổ chặn thủy, nhưng thế thủy quá mạnh, len lỏi tạo áp lực và cuốn trôi cả những mảng đất thổ cố ngăn dòng nước. Tôi bị mất khẩu súng nhận bữa hôm trước do để hớ hình. Ngày 2 tháng 3, quân đoàn 5 được thành lập, Thiếu tướng Hoàng Đan làm tư lệnh và Đại tá Vĩ Triệu Hàm làm chính ủy. Các sư đoàn bộ binh đang chiến đấu bảo vệ Lạng Sơn gồm sư đoàn 3, 327, 337, 338, cùng các trung đoàn binh chủng của quân khu 1, đều được đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh quân đoàn 5. Tướng Đan, một vũ khí chiến lược của tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn, thường được điều về những nơi chiến sự khốc liệt nhất. Thông tin về việc tướng Đan chỉ huy lan truyền đến các đơn vị, khiến binh nhì như tôi cũng nghe, láo pháo, và cảm thấy yên lòng. Bộ tư lệnh quyết định điều sư đoàn 3 làm lực lượng dự bị, riêng trung đoàn 12 của sư đoàn 3 phối hợp với sư đoàn 3, 3, 7 kiên quyết chốt chặn tuyến giao thông đường 1B về Thái Nguyên. Thực ra, sư đoàn 3 đã mất sức chiến đấu do hàng chục ngày phải chống đỡ các quân đoàn địch sư trưởng sư đoàn 327, Thượng tá Trần Anh Phan, được bổ nhiệm làm quân đoàn phó phụ trách hậu cần, còn Thượng tá Minh Long làm sư trưởng sư đoàn 327. Ngày 3 tháng 3, từ xe đạn mà trung đội vận tải trở về, lính được bổ sung thêm đạn. Tiểu đoàn 9 lại tiến lên phía bắc, đóng ở dãy núi Văn Vỉ, phía tây nam thị xã Lạng Sơn. Pháo địch từ mai pha bắn dồn dập vào vùng núi Văn Vỉ, có lẽ vì nghi ngờ nơi đây có bộ đội. Hôm nay pháo địch bắn rất nhiều, từng loạt đạn rít qua đầu, không biết điểm rơi là khu vực nào. Trung đội vận tải hoảng hốt chạy tán loạn, tôi bám chặt anh Xuân. Ngoài anh em trung đội vận tải, tôi chưa biết mặt ai trong tiểu đoàn bộ. Những hố đất còn tuy nguyên là kết quả của loạt đạn cối 120 vừa nổ, mỗi quả đạn hất tung mấy bụi sim, khoét một hố rộng khoảng 2 mét, sâu ngang vai. Tôi nghĩ nếu đạn này chúng mình thì thân thể sẽ ngay lập tức hóa thành các bụi. Cả một vùng rộng lớn, gồm các huyện Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình và thị xã Lạng Sơn, dung chuyển bởi đạn pháo địch. Tôi thoáng nghĩ có thể hôm nay hoặc ngày mai mình sẽ chết, có thể xác còn nguyên, có thể tan biến. Nếu hy sinh, nhà tôi sẽ có tấm bằng, tổ quốc ghi công, như một số nhà trong làng, và tôi sẽ mang vẻ vang cho mẹ. Cũng có thể tôi chỉ bị cụt tay, cụt chân, không có súng, tôi chỉ là một tảng máu thịt mà mẹ mang vào trận. Tích và Hải, phụ trách tổ máy 2W, được điều động rời bản Nà Múc lên núi Văn Vì ở vùng khuôn sát để phục vụ ban chỉ huy tiểu đoàn. Ở bản Nà Múc, đội pháo địch bắn cả ngày đêm nhưng do có hầm trú, hãy còn mong được sống. Giờ lên núi cùng tiểu đoàn, phải đội pháo đầu trần, tương lai phía trước rất khó. Đoán định, chiến sĩ Hải Linh tính rằng chuyến này có lẽ sẽ không còn ngày trở lại. Tôi chợt thấy anh Bường, trợ lý quân khí, đang vác mấy khẩu súng đi qua. Tôi gọi anh để xin một khẩu. Anh Bường bảo rằng số súng này vừa được tu sửa. Anh Xuân người gầy nên chọn khẩu AK tiệm nhẹ hơn, nhưng loại này lại hay bị hóc đạn do thép không tốt, khi bắn nhiều thì nòng súng nóng và giảm độ chính xác. Tôi xin khẩu AK Nga, anh Bường đưa bừa cho tôi một khẩu. Khẩu súng này có một vết đạn xuyên qua ốp lót tay. Không rõ chủ cũ của nó có bị thương không, khẩu súng này chắc hẳn đã trải qua nhiều trận chiến, thật tuyệt vời. Tôi đi đại tiện, đây là lần thứ hai kể từ ngày lên Lạng Sơn, có lẽ do ăn thiếu và vận động nhiều nên dạ dày tiêu hóa cả bã. Không có giấy chùi, tôi lục tìm khắp người, chỉ thấy trong ví có tiền và tờ lịch ngày nhập ngũ. Nhìn đồng tiền, tôi thấy nó trở nên vô vị, nhưng cũng không thể dùng cho việc này. Tờ lịch là bùa hộ mệnh, càng không thể dùng. Cuối cùng, tôi đành tìm một que nhỏ gần đó, theo cách của dân Quảng Ninh, cúi gầm mặt, dùng que gạt phân ở hậu môn rồi kéo quần đứng dậy. Ngày 3 tháng 3 năm 1979. Trung Quốc tiếp tục tung lực lượng quyết đánh chiếm thị xã Lạng Sơn. Ở hướng chính, địch tổ chức 3 mũi đột kích từ núi Phai Vệ, điểm cao 520, Hoàng Đồng và Kỳ Lừa. Ở hướng Mai Pha, địch cũng tổ chức hai mũi tiến công từ phía bắc sông Kỳ Cùng và đông nam thị xã. Một ngày nữa trôi qua với hàng trăm tấn đạn pháo tàn phá Lạng Sơn. Khoảng 10 giờ sáng, lính tiểu đoàn 9 trên chốt cao nhìn thấy ba chiếc xe tăng T-63 nối đuôi nhau trên đường 1A tiến vào thị xã mọi người thấy lạ vì đoàn xe tăng không có bộ binh đi cùng. Đến chiều muộn, lại thấy hai chiếc xe tăng chạy ra. Đoàn xe tăng đó thuộc lực lượng của tướng Hoàng Đan, tư lệnh mặt trận Lạng Sơn. Ông trực tiếp tiến vào lằn danh sông kỳ cùng để thị sát. Một vài khẩu 12,7mm của tiểu đoàn 8 được điều động lên mỏm núi cực Bắc dãy Văn vì để yểm trợ cho tư lệnh Đan. Nhiều tốp trinh sát, vận tải, cứu thương được bố trí ở các vị trí hiểm yếu để phục vụ tư lệnh một chiếc xe tăng đi trước dò đường, một chiếc đi sau yểm hộ. Tướng đan ngồi trong xe giữa, các xe cách nhau hơn trăm mét. Hai chiếc xe UAT hỗ trợ cho tướng đan vòng qua dãy văn vỉ, theo đường 235B sát bờ sông để thị sát. Trung Quốc ở bờ bắc quan sát kỹ hành vi của tốp xe tăng, các khẩu pháo 85mm của địch hạ thấp nòng chờ phục kích. Khi đoàn xe tăng đến ngã ba giữa đường 235B và phố Đinh Tiên Hoàng, pháo 85mm của địch bắn thẳng vào chiếc T-63 đi giữa, khiến nó cháy bùng lên. Hai chiếc tăng tiền hậu vội tìm vị trí thích hợp rồi quay nòng bắn như đổ đạn sang các núi phía bắc ngầm thác trà và núi phai vệ để che chở tư lệnh. Các khẩu 12,7mm ở Văn Vỉ cũng liên tục bắn sang các bụi tre ở bờ bắc sông Kỳ Cùng. May mắn thay, tư lệnh đang rất cảnh giác, ông xuống khoang đạn của chiếc T-63, đạp cửa thoát và trườn ra dưới gầm xe. Phát hiện trên phố Đinh Tiên Hoàng có chiếc UAT hộ tống, tướng Đan chạy về phía đó. Lái xe của ông đã bị thương nặng, tướng Đan đỡ lái xe sang ghế phụ rồi tự cầm vô lăng, lái xe theo đường 238 để thoát hiểm. Không ai trong đoàn hộ tống biết điều này và đều nghĩ tư lệnh đã hy sinh. Họ vẫn liên tục bắn như đổ đạn vào các vị trí nghi có quân Trung Quốc ở bờ Nam và bờ Bắc sông kỳ cùng. Hơn một tiếng sau, nhận lệnh rút khỏi thị xã để bảo toàn lực lượng, có thể chính lệnh này do tướng Đan đưa ra. Sau khi chiếm được bờ bắc thị xã Lạng Sơn, chiều 4 tháng 3, quân Trung Quốc tiến chiếm sân bay Mai Pha ở bờ nam sông Kỳ Cùng. Thám báo và trinh sát của địch bắt đầu xâm nhập bờ nam thị xã. Lúc này, chỉ còn dãy núi Văn vì khống chế đường 1A là chưa bị địch tràn tới, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 vẫn chốt giữ. Có lẽ chỉ ngày 1 ngày 2, trận đánh tương tự ngày 1 tháng 3 sẽ xảy ra. Đại đội hỏa lực C-12 của tiểu đoàn giờ đây giống như một trung đội bộ binh vì vũ khí đã bị phá hủy và bỏ lại trên trận địa. Nà bàn cảm nhận rằng chiến sự ngày càng lùi sâu về phía nam. Một tối, Hào và đưa tìm cách xuống đường 1A để tìm lại đế cối 82 mà hôm 1 tháng 3 Hào đã giấu lại. Vũ khí hỏa lực của tiểu đoàn 9 giờ chỉ còn một khẩu cối 82, lực lượng của tiểu đoàn 9 đang cạn kiệt dần. Có tin đơn vị đang bị địch bao vây, tôi cũng chẳng nhớ nổi trong những ngày này lính ăn uống thế nào. Khi yên tĩnh, lính ngồi nghỉ cũng phải dựa vào địa hình, địa vật. Tôi đang dựa lưng vào một hõm ở vách núi thì thấy một anh lính đi qua, tay sách chiếc dây lưng to bản màu xanh với bao đồ và bốn băng đạn. Anh ấy hỏi, mày có lấy bao đồ không, tao cho. Có cả bốn băng đạn đấy, không lấy thì thôi. Tất cả đấy, nói xong, anh quăng chiếc dây lưng về phía tôi rồi tay không quay đi. Tôi nghĩ có khi anh này đang hướng về đồng mỏ bắt tàu về Hà Nội. Còn tôi thì không có ý định đào ngũ như anh ta. Giả sử được phép đào ngũ, tôi cũng không chắc mình sẽ biết đường mà ra khỏi đây, rất có thể lại lạc vào đất địch. Tôi nhận nhiệm vụ cùng anh Đông và anh Lâm về hậu cứ ở cây số 13 để lấy lương khô cho bộ đội. Đến nơi thì trời đã tối, mấy anh em bàn nhau ngủ trong nhà dân cho thoải mái vì ngủ núi mái cũng mệt. Dương chiếu, chăn ấm, dân làng không mang hết đi khi sơ tán nên lính được phép sử dụng, thật tuyệt vời. Ba anh em leo lên giường ngủ như ở nhà không ngờ trong bản Na Múc có tổ thông tin 15 w của trung đoàn. Mỗi lần tổ thông tin bật máy liên lạc thì địch liền bắn pháo vào bản. Na Múc nằm sát đường 1A, Trung Quốc chỉ cần nhìn bản đồ là đoán ra nơi này là hậu cứ hoặc kho tàng, chẳng cần đến trinh sát trên các ngọn núi cao báo về. Pháo của địch bắn vào bản liên tục, Trung Quốc cần tiêu thụ lượng đạn tồn kho, nên mỗi loạt pháo nổ trong bản thường khoảng hai chục quả. Nằm trên giường, nghe tiếng pháo nổ đùng đùng từ xa, tôi nín thở chờ nghe tiếng rít của đầu đạn. Nếu nghe tiếng rít, víu yếu u, là biết viên đạn bay qua và nổ ở nơi xa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu nghe tiếng, xoẹt xoẹt, tôi co người lại, cầu mong đạn đừng rơi gần. Tiếng nổ chát chúa vang lên trong bản, cảm giác thần chết đang kề sát. Anh Đông thì thào, lâm, cường ơi, đi tìm hầm ngủ thôi, sợ lắm. Mấy anh em mỗi người quấn một cái chăn, mò ra rìa bản na múc tìm hầm ở vệ đường. Trời xuân mưa phùn, tôi trượt chân ngã ngửa. Đến tàng sáng, chúng tôi mới dám rời khỏi hầm và quay lại bản. Anh Đông và Lâm đi trước, tôi lững thững theo sau, nhớ lại cú ngã đêm qua. Chắc nòng súng của tôi đầy đất, tôi cần thông nòng. Chỉ cần dùng thanh thông nòng trọc qua rồi chĩa súng lên trời bắn một viên là nòng súng sạch ngay, nhưng tôi tiếc viên đạn và lo nếu đất nhét chặt có thể làm cong nòng súng. Tôi ghé vào một nhà dân gần đó để lau súng. Căn nhà còn tối om, nếu vào hẳn trong nhà thì không thấy đường để lau. Linh cảm thấy không an toàn, tôi ngồi dựa vào một bên cửa chính, mặt quay ra sân, tháo súng định lau chùi. Bỗng nghe tiếng, xoẹt, lớn, tôi lập tức lăn vào nhà, một tiếng, đoảng, vang lên. Tôi lăn thêm một vòng nữa, chui tọt vào gầm giường. Tai tôi bị ù chỉ còn nghe tiếng vo vo, đất đá bị pháo tung lên đập rào rào trên mái ngói, mấy tấm ngói rơi huỳnh huỳnh xuống sàn gỗ trên gác. Một làn khói xanh khét lẹt ùa vào nhà, mắt tôi cay xè. Tôi sờ khắp mình, không thấy đau ở đâu, may mắn sống sót. Hơn một phút sau, tôi mới dám chui ra khỏi gầm giường. Nhìn ra sân, thấy hai cây xoan ở đầu sân đã bật gốc đổ gục, góc sân bị khoét một hố lớn. May là nhà dân xây bằng tường đất dày, đủ vững để làm lá chắn đạn pháo và cản sức ép. Tôi vội vã gom các bộ phận của khẩu súng lại, lắp vào mà chẳng cần đúng kỹ thuật, dùng thanh thông nòng chọc đất ra rồi bóp cò. Súng nổ một viên, tôi chợt nhớ tới đồng đội, vội chạy ra gọi tìm anh Đông may mắn là chỉ vài tiếng gọi của tôi anh đông và anh lâm đã đáp lại tôi nói vừa như ra lệnh vừa như cầu xin anh đông ơi không đợi lương khô nữa đâu đi lên chốt nằm thôi ở đây sợ lắm ba anh em lập tức rời na múc quay về chốt hôm sau anh xuân thọ và tôi lại được cử về hậu cứ chờ lương khô hôm ấy trời quang nắng xuân ấm áp tôi chợt thấy thèm tắm sau hai tuần bẩn thỉu tôi tranh thủ vào lớp học ở trường lục lục ba lô lấy quần áo đi tắm tôi có một bộ mới ít khi mặc chẳng dại gì để lại hậu cứ mất thì biết kêu ai tôi ngắm chiếc áo cộc tay bằng vải ga ba của bố nhưng mặc áo cộc thì sẽ lạnh cuối cùng tôi mang bộ quần áo mới tìm chỗ gành đá chỗ suối chảy xiết để tắm cùng với thỏ khi tôi đang giặt quần áo anh xuân đến và nói chúng mày lên bờ đi để tao ném lựu đạn xem có cá không tôi vội chạy lên bờ khi anh xuân ném lựu đạn nhưng chẳng có con cá nào chết cả khi quay lại giặt tiếp quần áo tôi trượt chân ngã chiếc quần đùi lấm lem phải cởi ra giặt rồi phơi lên cánh cửa sổ của phòng học với hai chiếc quần đùi duy nhất đành nhờ cửa sổ giữ hộ cả hai lúc này tôi chỉ mặc tạm chiếc quần dài vùng chim cò có phần hơi trống trải nhưng cũng đành chờ về hậu cứ lấy quần đùi mặc sau đến chiều vẫn chưa có lương khô từ cấp trên không chờ được nữa tôi đành tay không quay về chốt không dám ngủ đêm lại bản vì sợ pháo trên đường đi một thoáng lo âu hiện lên trong đầu vì nghe lính cũ nói rằng những ai mới cưới vợ hay có người yêu, hoặc tự nhiên mặc đồ mới trước trận là dễ gặp rủi ro. Nếu tôi chết đi thì liệt sĩ gì mà không có nổi chiếc quần đùi. Tôi tự an ủi, bộ quần áo này cũng đã mặc qua vài lần rồi, đâu còn mới nữa. Anh Kiểm, từng đi lấy lương khô cho tiểu đoàn, gặp các nữ chiến sĩ thanh miện nhập ngũ tháng 8 năm 1978. Gặp lại thủ trưởng, các nữ chiến sĩ mừng rỡ đưa lọ xanh may ẩn, hồn nhiên cởi quần dài, kéo đồ lót nhờ thủ trưởng bôi thuốc vào những chỗ ghẻ hoặc lở mà họ không nhìn thấy được. Thường ngày lính hay đùa, ba năm du kích nằm kề, không bằng bộ đội về một đêm, hoặc lính đái bụi tre còn chừa. Nhưng anh Kiểm là lính già, đã có vợ, dù đáng ra anh không từ chối cơ hội giúp các nữ chiến sĩ. Tuy nhiên, anh e ngại án tử hình, phía trước, và các thế hệ lính truyền tai rằng dính vào gái hay mặc đồ mới trước trận là không may mắn. Cuối cùng, anh đành từ chối việc bôi thuốc. Thực ra, Lính vừa từ mặt trận về có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng thì không. Khi pháo địch giá vào bản, anh kiểm nhanh chân chui xuống hầm trước, các nữ chiến sĩ lao theo sau. Anh chửi váng, tổ cha chúng mày, ông không chết vì pháo địch mà vì bị chúng mày đè chết thôi. Dù nguy hiểm, các nữ chiến sĩ vẫn cười tươi nhờ sự vui tính của thủ trưởng. Còn ở hậu cứ, bộ đội nam và nữ trung hầm, tay của vài anh đôi khi lại mò sang đùi các chị. Chiến sự tại thị xã Lạng Sơn này càng ác liệt, Bộ Quốc phòng quyết định đưa các đơn vị cơ động chiến lược vào tham chiến. Ngày 3 tháng 3, quân đoàn 1, bảo vệ thủ đô, điều động sư đoàn bộ binh 320B, tăng cường trung đoàn bộ binh 209 thuộc sư đoàn bộ binh 312, cùng tiểu đoàn pháo 130mm của lữ đoàn pháo binh 45 hành quân cấp tốc lên Lạng Sơn hỗ trợ sư đoàn 3 và quân đoàn 5. Ngày 4 tháng 3, các đơn vị đã sẵn sàng trên tuyến Chi Lăng, Đồng Mỏ, Hữu Kiên. Trước đó một tuần, vào ngày 27 tháng 2, quân đoàn 2 đang truy quét Khmer Đỏ tại Campuchia cũng được lệnh về nước, bắt đầu hành trình thần tốc từ biên giới Tây Nam ra biên giới phía Bắc qua đường biển, bộ, sắt và không. Những đơn vị đầu tiên của quân đoàn 1 gồm sư đoàn bộ binh 304, lữ đoàn pháo binh 164, lữ đoàn phòng 0673 đã về Hà Nội. Khi chiến tranh biên giới xảy ra, Bộ Quốc phòng điều một phần lực lượng của sư đoàn không quân 372 ra Bắc. Từ ngày 18 tháng 2 đến 3 tháng 3 năm 1979, các phi đội thuộc Trung đoàn Không quân 917, 935, 937. Với 10 trực thăng UH-1, 3 máy bay trinh sát U-17, 10 máy bay cường kích A-37, 10 máy bay tiêm kích ném bom F-5 lần lượt triển khai tại các căn cứ Hòa Lạc, Kép, Bạch Mai và Nội Bài, cùng với các phi đội tiêm kích MiG-17 và MiG-21 của Sư đoàn Không quân 371, sẵn sàng chiến đấu. Ở phía Nam, trực thăng và máy bay vận tải của Trung đoàn Không quân 916, 918, cùng đoàn bay 919, phối hợp với Không quân Liên Xô vận chuyển quân đoàn 2 ra miền Bắc. Đoàn bay 919 cũng sử dụng máy bay vận tải AN-14, có MiG-21 yểm hộ, thực hiện nhiều chuyến thả dù tiếp tế cho lực lượng vũ trang ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Quân khu 1 đã tăng cường Trung đoàn 197 Bắc Thái cho hướng Thị Xá và Trung đoàn 196 Hà Bắc cho hướng Đình Lập. Sau đó, Bộ Quốc phòng tiếp tục bổ sung trung đoàn pháo phản lực 204, trung đoàn đặc công 100 và 98, trung đoàn 98 thuộc sư đoàn công binh 473, lữ đoàn công binh 229 và trung đoàn phòng hóa 86 với súng phun lửa. Hướng cao bằng được tăng cường thêm trung đoàn 183 Hải Hưng, tiểu đoàn đặc công 45, tiểu đoàn pháo tầm xa 122mm thuộc lữ đoàn pháo binh 675, tiểu đoàn tên lửa chống tăng B-72, trung đoàn 38 thuộc sư đoàn công binh 473 cùng tiểu đoàn 126 và 127 của bộ đội địa phương Bắc Thái, cùng một số tiểu đoàn tự vệ của gang thép Thái Nguyên. Ngoài ra, quân khu một còn thành lập thêm sư đoàn bộ binh 311 dựa trên cơ sở trung đoàn 38 của sư đoàn 473. Hướng Hoàng Liên Sơn cũng được tăng cường một số đơn vị, nâng tổng lực lượng thành hai sư đoàn bộ binh, hai tiểu đoàn đặc công, hai tiểu đoàn pháo tầm xa, cùng 25 tiểu đoàn dự nhiệm và nhiều đơn vị binh chủng cùng dân quân tự vệ từ các địa phương thuộc quân khu 1, 2. 3, 4 và thủ đô Hà Nội lên biên giới tham gia hoặc sẵn sàng chiến đấu. Liên Xô đã cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ kỹ thuật, lập cầu hàng không để cơ động các đơn vị Việt Nam từ mặt trận Campuchia ra miền Bắc. Moscow viện trợ khẩn cấp bằng đường biển với 400 xe quân sự, 500 khẩu pháo cối và cao xạ, 50 tổ hợp pháo phản lực BM-21, 400 tổ hợp tên lửa vác vai, 800 súng chống tăng và 20 máy bay chiến đấu. Dù đây là số vũ khí thuộc thế hệ cũ mà Liên Xô muốn loại biên, các đơn vị Liên Xô ở biên giới Sô Trăng vẫn tiến hành tập trận lớn để tạo áp lực. Hạm đội Thái Bình Dương cũng cử tàu chiến tuần tiếu khu vực Biển Đông. Dù hiệp ước hợp tác chiến lược toàn diện yêu cầu hỗ trợ quân sự khi một trong hai bên bị xâm lược, những động thái của Liên Xô được xem là chưa đủ mạnh mẽ. Đêm 4 tháng 3, Bộ Tư lệnh quân đoàn 5 bắt đầu triển khai phương án mở chiến dịch phản công lực lượng tăng cường của quân đoàn 1 cũng đã hoàn tất triển khai vào vị trí chiến đấu trên tuyến Chi Lăng Đồng Mỏ Hữu Kiên. Trung đoàn pháo binh 204 với 36 dàn hỏa tiễn BM-21 bắn loạt 40 nòng đã tập kết và sẵn sàng khai hỏa. Hai sư đoàn 320B và 304 sẽ phối hợp phản công theo hướng bản chất đình lập. Ở điểm này, lực lượng địch mỏng nên có khả năng phản công đến bằng tường. Người Trung Quốc đã mở một vùng ở Lạng Sơn để quân ta dễ phản công, rồi vừa chống đỡ vừa rút lui, nhằm khiêu khích quân ta tiến sâu đến bằng tường để lấy cớ rằng Việt Nam tấn công Trung Quốc. Đêm 4 tháng 3, Bộ Quốc phòng ra lệnh cho toàn bộ lực lượng đặc công, trinh sát bám địch và các đơn vị còn cài cắm bên bờ bắc sông Kỳ cùng tại mặt trận Lạng Sơn rút hết sang bờ Nam. Có vẻ như tình hình đang thay đổi. Sáng 5 tháng 3 năm 1979, Chủ tịch Tôn Đức Thắng chính thức ban hành lệnh tổng động viên, huy động toàn bộ nhân lực và vật lực để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, quyết tâm đánh bại cuộc xâm lược của quân đội Trung Quốc. Đây là một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam mà lệnh tổng động viên được ban hành. Có lẽ Trung Quốc đã biết về kế hoạch tổng phản công của Việt Nam, vì vào không giờ ngày 5 tháng 3 năm 1979, khi các sư đoàn đang giáo giết chuẩn bị phản. Công, nhà cầm quyền Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố hoàn thành mục tiêu và rút quân. Điều này là một sự may mắn cho binh sĩ của tiểu đoàn 9, khi tình hình đang căng thẳng, nguy cơ trận đánh xảy ra bất kỳ lúc nào thì cục diện thay đổi. Tiếng pháo và tiếng súng dần thưa, đêm ấy nghe đài, Thượng úy Tha Luyên Thuyên rằng, đánh lớn rồi, quân chủ lực từ Campuchia di chuyển bằng máy bay, có cả hỏa tiễn bốn nòng. Trung Quốc tuyên bố rút quân, và ngày 5 tháng 3, Trung Quốc rút toàn bộ lực lượng về phía Bắc Sông Kỳ Cùng. Bộ Quốc phòng quyết định ngừng chiến dịch phản công vào chiều ngày 6 tháng 3. Phóng viên chiến trường Tano từ Nhật Bản đã dùng xe UAZ vào thị xã Lạng Sơn để lấy tin tức, nhưng đến phố Quang Trung, ông bị trúng đạn và trọng thương. Được đưa đến trạm phố của sư đoàn 327, nhưng ông đã hy sinh, chiếc xe UAZ của ông cũng bị cháy rụi.